Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lễ kính Đức Phật, Đức Thầy và kính thưa quý vị, thì hôm nay cũng được cái nhân duyên lành đến đây để trước thì làm từng thắt trung thắt cho là mẹ của là đệ trà, thì cũng gặp quý vị để gieo duyên qua cái nền Phật pháp. Thì có đồng đạo cũng hỏi lên hai câu và cái việc mà no chiều rồi lại đói mơ, dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây. Thì đồng đạo cũng có hỏi là như vậy là cái bệnh này nó có thể là ngưng lại hay không, mà nó có thể đi tới hay là hoặc là nó có là trong cái thời buổi này nó có thể với là vượt hết qua cái giờ dịch bệnh này hay không. Thì kính thưa quý vị, thì đây cũng căn cứ theo cái giáo lý của tổ thầy, thì cái bệnh này đó thì theo mình nhận thấy đó, thì thầy ra đời vào năm 1939. Ngài cũng cho biết đó là thời kỳ này đó là một cái trận mà gọi là bệnh dịch đó quý vị. Thì năm nay là 82 năm rồi, tính ra năm bắt đầu đầu năm Sửu là tới nữa là tính ra dồn là 83 năm mà thầy đã ra đời dạy đạo. Ngài cũng có kêu gọi lên là cả kêu dân chúng hở ơi, là tức là cái việc biến chuyển nó gấp tới sắp rốt ráo rồi, tức là đời cùng còn chẳng mấy năm đó. Khắp trong các nước thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Thì chúng ta thấy trong cái thời buổi mà bệnh dịch này hồi là cách đây khoảng thời gian là khoảng 4 tháng trước, chúng ta thấy là nó là đi kéo dài tới ngày hôm nay luôn đó quý vị, là bây giờ mình đang sống trong cái là bệnh là dịch mà Đức Thầy cho biết đó, là ngày tiêu diệt đó, từ năm Bính Tý tới năm nay tái lại một lần, cho nên khổ ách này đặng thức tỉnh chăng. Tức là cái lần này là lần thứ chót mà thầy cho biết gọi lời kêu thúc đó. Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng, tức là chỉ cho mình biết là cái cảnh khổ nó sẽ tới rồi, nhưng mà phải kêu mình phải tu gấp. Vì Đức Thầy cho biết đó là do nơi chúng sanh tạo cái quả, cũng vì đó là chúng sanh đó là tạo quả không là gì, là do nơi mình gây ra không à. Như Phật đúng ra là Ngài đã cứu hết tất cả chúng sanh rồi đó, nhưng mà tại sao không cứu được, là vì cái nghiệp. Mỗi con người ai cũng có cái nghiệp hết, nhưng mà tại do chúng sanh mình vì lòng tham cho nên mới gây ra cái quả này đây. Nhưng mà quý vị thấy là cái bệnh khổ này là trước mắt chúng ta là thấy trước là bên là Ấn Độ, sau đầu tiên thì quý vị thấy Trung Quốc, là sau rồi tới bắt đầu là các nước khác. Mà Đức Thầy chúng ta cho biết là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Như vậy thì trong cái thời buổi này đó quý vị, thì chúng ta cần nên tu gấp nghe quý vị. Như vậy là tu kiếp, nếu không quá trễ đó, tức là lần này lần thứ chót rồi. Chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác thì đến sau tiêu diệt. Cho nên lần này mình không tu đấy ha, thì rồi đó quý vị, tức là muôn kiếp sau cho mạc vùi chôn, dễ gì mà gặp cơn này nữa. Lần thứ chót rồi, gọi lời kêu thúc là chỗ này nữa. Cho nên kể từ nay mà tiên Phật thánh thần đó lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết, hay là kể từ rày vàng lộn với thao Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế rồi. Nhưng mà mình được may thai sống ở trong vùng xứ đạo và được hưởng nguồn xuất pháp đó, mà Đức Thầy ra đời Ngài cũng dục thúc cho mình là cả kêu dân chúng hỡi ơi, sao không thức tỉnh, việc đời gần bên, nó tới kế bên rồi. Bởi cho nên ông ba ông cho biết trước đó nha, là cái cảnh khổ này là gì quý vị, là no chiều rồi lại đối mơ, là cái cảnh mà Đức Thầy cho biết trước là cảnh no chiều rồi lại đối mơ, dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây. Mà ông ba ông cho biết á, là thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở, niệm nhiều Nam Mô, hay không lắp mà để phơi khô, không có nước uống mà Nam Mô đạo nào. Bây giờ mình không có cái đạo rồi, lúc đó mình niệm không kịp, tới chừng đó bập bẹ. Bởi vì là cái cảnh khổ mà thầy cho biết là máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh, để nước tới chân mới nhảy đùng.
nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chẩn mới rầu, lúc đó làm sao lo liệu tu cho kịp, lúc đó bập bẹ nam mô cũng nhọc cầu nghe quý vị. Cho nên lần này mình được là Phật ra đời đã chỉ đường cho mình hết rồi, mình ráng tu lần này nghe quý vị, không có còn đợi gì nữa. Bởi vì muốn tu mà còn đợi chiều mai đó là coi như là trễ thời kỳ, khó gặp đặng ta lắm. Cho nên lần này là mình phải tu gấp chứ không còn được gì. Kỳ này là đời hạ nguyên, ngày nay là nó rất là mỏng mẻo rồi. Mình thấy đi là trước mắt chúng ta là cái cảnh khổ nó đã tới kế bên rồi mà mình còn chần chờ hoài nè. Nhưng mà thầy dạy mình rõ lắm quý vị, ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Cho nên thầy có dục thúc trong cái đoạn giảng này nghe quý vị, mình đọc lợn đoạn cho quý vị nghe luôn ha. Là Đức Thầy dục thúc cho mình nè: mau thức tình tu thân, kẻo chạy đến tội rồi mời hối muộn màng, chỉ cho bằng ta sớm lo toan, dình giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung qua lần đầu mắt cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng qua đến e cho khó tránh. Như vậy thì mình không tu lần này đó ha, thì cái quả nó đến thì mình tránh không kịp nha quý vị. Vì ông ba ông cho biết đó, là tai họa trời xuống trốn lăng xăng, nạn nước lửa, nạn phần ôn dịch, nạn trái ban thương phần con nít, nạn chìm ghe lão ấu bắt tồn, rồi nạn hổ lang ác thú hết hồn, rồi nạn giặc giả chạy đường cống cẳng, té ngã lăn trơn hẳn chân dùng. Bây giờ mình thấy nè là tai họa chờ xuống chốn lăn xăng là có rồi đó quý vị, nó có rồi đó nghe. Bây giờ mình biết đó là nó biến chuyển thiên cơ gấp gấp, mà Đức Thầy dục thúc mình là khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Cho nên lần này là mình phải tu chứ không còn đợi gì nữa hết trơn quý vị ơi. Bởi vì á là cái thời kỳ này là thời kỳ mà là hạ nguyên rồi đó quý vị đó, thời mạt pháp là kỳ đại xá rồi, lực tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia tưởng niệm sớm trưa cũng là được Phật đón đưa rước về. Người sẽ được liên quê chở gót, lại còn thêm lộng phép che thân. Lần này là lần thoát trần, nếu không tu là không còn lần nào nữa mà tu. Nay tu phải lúc, không chịu tu đành trút linh hồn. Muôn kiếp sau cho mạc dù chôn, dễ gì mà gặp cơn này nữa. Tức là cái lần này là lần được gặp Phật ra đời. Vì thầy cho biết đó là thương chúng sanh, ngài cũng có thệ nguyện nghe quý vị. Là thầy nói tại sao mà thầy thề, mà Phật mà lời một vị Phật rồi còn thề, tại sao ngài không ngồi nơi đó là ngôi vị để hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn phải là len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen? Là vì á là chúng sanh đang bị trong cái cảnh khổ mà thầy vì thương sanh chúng, ngàn thầy mới thệ nguyện luôn là thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Cho nên lần này á mình được may duyên gặp được thầy mình ra đời nghe quý vị, chứ không thôi á là mình lọt vào á là những cái chỗ khác đó ha, là mình khó gặp Phật lắm. Bởi vì thầy nói xưa nay không có mấy khi à dương trần có Phật, vậy thì xuống đây, tức là Phật ra đời là một cái điều nhân thân nan đắc kim dĩ đắc, tức là Phật pháp nan văn kim dĩ văn, được làm người là khó rồi, nay được có, tức là mình được làm người là sáu căn sáu trần đầy đủ rồi, mà mình nghe được cái giáo pháp nữa chứ, mà mình còn chưa chịu tu là phải quá mê đời diệt đạo bỏ quên không quý vị. Tai hại nặng còn hơn nhà cháy, bị nhà cháy còn mong cắt lại, mất đạo rồi khó kiếm đâu ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba thôi, mất đạo khổ sanh ra vô số ngàn. Bị nhà cháy một thời nghèo khổ mà mất đạo rồi muôn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao mà đạo Phật được quý cao như vậy, trả lời rằng đạo là qua khổ hải, còn đời là chìm mãi sông mê. Gặp đạo rồi mà lại bỏ bê thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa. Cho nên mình gán tu kiếp này quý vị ơi, không có còn đợi gì nữa hết trơn á. Mà Đức Thầy giới thiệu cho mình biết nghe quý vị, tu kiếp này đi là bắt đầu mình sẽ tới cái ngày dự hội, là thầy cho biết luôn nghe, là đến hội trăm quan còn hiện được.
thì ra xác thịt có còn càng đông. Như vậy thì mình ráng tu đi, sau này lập hội thì già quá trẻ đó, khắp hoàn cầu đổi xác hay hồn luôn. Bởi cho nên Đức Thầy mới dạy dặn mình chỗ này nè quý vị ơi. Bổn đạo ơi, thức dậy tầm đạo chánh của khùng, đặng sao xem liệt quắc tranh hùng, được sinh sống nhờ ơn chính bệ. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây nhạt chổi tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Thì kính thưa quý vị, qua cái giai đoạn mà hai câu giảng là nôi chiều rồi lại đối mơ dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây đó, là quý vị thấy rõ ràng là Đức Thầy chúng ta cho biết nè, đây là bắt đầu Thầy chỉ cho mình phải tránh được những cái bệnh khổ này thì mình phải làm gì đây quý vị. Thầy đã cũng cho biết trước luôn quý vị ơi, là cái cảnh khổ của chúng sanh do nơi tạo, cho nên Thầy mới nói chỗ này là mình phải làm sao giống như hôm nay mình ăn những cái món là đồ chay đó. Thì như vậy là mình mới bớt đi những cái nghiệp của mình. Cho nên Đức Thầy nói là sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít thôi. Hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống răng chẳng thế. Đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bạo ác không toàn tánh mạng. Cho nên Thầy nhắc mình phải gắng cố gắng đường đạo lý, chứ nên chán nản hãy bền lòng tìm Phật trong tâm. À, như vậy thì mình gắng cố gắng trong cái lúc này là mình phải tu cho gấp. Trong cái thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp, tức là đời hạ nguyên ngày nay mỏng mẻo rồi. Bởi vì vô thường nó rất là lẹ làng quý vị. Bây giờ mình thấy là mới cách đây khoảng 2 tuần trước nè, thì tôi cũng có đi ra ngoài thành phố đó quý vị. Thì dường như đó là cái cảnh đó là cảnh giống như là lo cái việc này việc nọ về cái Phật Pháp, về lời Phật dạy đó, dường như mình ít có nghe lắm. Nhưng mà mình ở trong vùng xứ đạo là mình nghe được cái nguồn xuất pháp này là mình quý rồi nè quý vị. Đó, cho nên đó là hôm nay chúng ta được đến trong cái nhà của huynh đệ đồng đạo mình đó, thì để nhắc nhở lại những cái giáo pháp của tổ thầy. Thì Đức Thầy cũng dạy mình, có một người hỏi vậy chứ ông đạo ơi, sao mà ăn chay mà cũng còn bị bệnh nữa? Bởi vì theo mình căn cứ giáo lý của thầy đó, thì đuổi ốm đau là bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác. Bây giờ mình biết ăn năn thì phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẳng giái Phật chờ mình phải khẳng giái, thấy không? Nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời. Thì như vậy thì mình phải sửa lòng mình nữa. Cho nên hôm nay á là mình phải nhớ cái câu ăn chay là phải niệm Phật luôn. Vì thầy cho biết là tương với muối, cháo rau đạm bạc, nhớ cái câu này, nghèo lương hiền, biết niệm Di Đà. Mình phải biết niệm Di Đà nữa mới được, thấy không? Ăn chay mà mình không niệm Phật thì như gì cũng giống như là mình ăn mình không có sát sanh thôi. Lòng từ bi mình có, mà có một cái là mình niệm Phật để chi? Để dẹp được cái lòng tà mình là tham sân si. Cái tham sân si của mình nó chứa ở trong lòng sẵn rồi, nhưng mà nhờ cái niệm Phật để trừ đi cái vọng niệm của chúng sanh đó. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chơn tâm mờ ám. Nên nay thể thành tâm niệm một niệm Phật thì mình lìa được một niệm chúng sanh. Tức là mình niệm Phật đi, mình lìa đi cái chúng sanh rồi, mình bớt lại cái tâm chúng sanh, mình không còn nhớ nhiều nữa. Đó, như vậy thì cho nên mình niệm đến nhất tâm. Nhất tâm là gì? Là một lòng mình hướng về Phật đó quý vị. Đó, bởi cho nên ông ba ông nói câu mạnh dạng gì nghe quý vị, là việc đời không biết là hay, việc đạo không biết thì mất hay tiêu hồn. À, như vậy là còn một cuộc cột kèo xa vách, không tu hành thì sạch bách chẳng còn. Nếu mà chúng ta không tu là sạch bách à, kỳ này là coi như là rớt ở dưới luôn đó ha. Thì thôi cũng chia sẻ cùng quý vị qua cái hai câu giảng của đồng đạo nêu lên là no chiều rồi lại đối mơ đó, dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây, là cái bệnh khổ nó sẽ tới hoài đó. Nó thì cũng cùng với quý vị hôm nay để kết thúc cái đề tài hôm nay, thì cũng cầu chúc cho quý vị gắng cố gắng tinh tấn trên con đường tu hành, và kiếp mở long hoa xây mái tạo cho dân hồng lạc thọ ơn thừa. Hay là Đức Thầy là cũng có khuyên chúng ta gắng lo tu thì sau này sẽ được hưởng, bởi vì kẻ hiền đức sau này được hưởng đó.
Thì cũng cầu chúc cho quý vị tinh tấn tu hành và đồng thành Phật quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn.